Tôi cứ ở ba ở nhà. Đóng cái cửa lại. Ủa quên nào là Nhật Quy vậy? Ở quên nào là Nhật Quy vậy quên? Bỏ dép ngoài nha cô bác. Bỏ dép ở ngoài đó, chút đi ra mang lại. À, cần vuột. Cần vuột Long An á chú. Cần vuột Long An đông người không? Ít nè, có mấy người hả? Có mấy người? Thì anh gặp hướng dính lên. Bà gì đi sát cây phướng nè con Trang. Đây qua đây. Vậy đi chung một phướng hả chung? Rồi chung phướng đi con. Rồi phướng đứng đó đi rồi. Không có, quay qua đây nhập một phướng à, đi một phướng. Rồi, có
Thank you.
À, giờ mình đi chung đi. Đông quá rồi, giờ đi chung đi. Rồi chào mấy Hiền Huynh, ban nhân viên ban thiền của họ đạo Cần Giuộc nha. Bữa nay thì kinh có quay một video về cái nghi lễ đưa hương linh bái lễ Đức Chí Tôn và Đức Phật Mẫu, và một clip nữa là an táng cho hương hồn của người qua cố tại Cực Lạc Thái Bình. Như là Huynh Đức Quy nhờ đó, Nhật Quy. Dạ. Dạ. Dạ dạ, rồi. Rồi lấy ra cái đầu đó quay Cần Giuộc nha. Đó đầu ngoài, Cần Giuộc đầu ngoài luôn. Nhật Quy nhờ quay, quay hai tiếng. Thank you.
cảm ơn mình. Thank you.